Far Cry Primal và hôm nay mình sẽ không có chơi. Nhưng mà mình sẽ nhường lại cho em mình chơi. Tên có tên là Bale. Bale chào mọi người cái nhẹ nè. Hello everyone. Cái gì nó to lên luôn cái. Hello everyone. Bữa đó ba. Chơi vô chơi nói gì mà bữa gì ba? Không, ý nó quay phim bữa. Đó thì lần trước mình dừng ở chỗ này và nó kêu là mình phải đi tìm cái đồ để craft thứ để cho cứu nhỏ kia. Thì cứ đi theo cái biết cái rồi chân mày mà nhưng mà anh đang tìm tiếp. À đây. À đi qua. Và anh chơi cái tay cầm Xbox riêng mà cái cục Xbox mà nó lúng vô bên trong luôn, bấm và bấm hết được luôn. Thì bây giờ cái fail đó luôn á. Lúng nào cục nào? Đấy cái cục Xbox này, cái cục này. Bấm sao lúng ghê. Ờ bấm dữ quá đẹp. Ấn vô. Giờ nghe giống vừa mới ấn cái gần con sò vậy đó. À lần riết giờ nó lúng bên trong nó hết ấn luôn. Giờ kêu anh double sáp là nghỉ luôn. Green leaf. Rồi xong gặp ông nội Chí nữa. Ông cho anh đổi tay này lấy tay ổn không? Tay của ổn thì còn tại hơn tay anh nữa. Cục đó không lúng nhưng mà bị lờ nút A. Ông Chí nào? Chí bạn anh á. Mua số bữa. Thôi lấy cục đó được rồi. Green leaf. Ờ ơi quốc nó đúng rồi. Thanh niên. Ủa nó giết thằng khác qua. Kéo sát nữa thôi, giống chắc giống ôi nó năng đầu kia luôn á. Gãy quá. Thanh niên. Gãy quá thiệt. Mà chơi kế giới cũng lầy quá ha. Má trong thời buổi lạng lạc mà đồ mà đè nhau ra chịch xong ăn luôn ba. Ghê thật. Nó chặt đầu ghê quá, nó giống như ES đó mà. Hình như em bấm R1 là 1 cái nó kích hoạt cái instinct lên á. Nó chỉ chỗ em. Rồi hình như đè cái R3 sao. Ấn xuống rồi, đó đúng rồi. Rồi nó chỉ về mấy cái chỗ mà có cái cây sao không thấy không. Cái này cũng ổn á. Trò này anh ấy cũng không nói nó là tệ nhưng mà quay trên Xbox One này không thấy không. Ý, bình tĩnh. Ui, đập nó luôn, nó dí mình kìa ba, trời, con này người đi chó vậy. Con khác mà. Ui, bậy xuống đập nó. Này thì cung. Ôi đập nó đầy hát sọt luôn ba, đồ hoài dân chơi. Ê, sạch cái body nữa thử coi xem có gì không. Buồn rồi. Thôi đi về làng nè. Ê, coi chừng gì vậy ba? Thế rồi. Có chó sói nữa kìa ba. Nó cháy á. Ê, vậy là thông đít nó. Thông đít nó. Chạy. Ê, em phải dùng cái con giáo á. Giáo thì mới chọi được. Cái trò đó bữa á. Ê. Mấy sai số của em nhỏ ha. Hết trốn cảnh sát rồi giờ tới chuyện sang bị tụi này phát hiện. Ủa nó cháy luôn. Ê, cái đó nhìn nó giống y hệt Far Cry 4 luôn á ba. Cái ngón gì? Đốt. Má ơi còn thằng kia rồi quánh nó luôn đi. Đâu rồi nó. Ờ mình đánh nó cái rớt cái cây đó xong cái mình lấy được cái cung đó ha. Bựa thiệt. Ôi rồi nó đâu mất tiêu rồi tới. Kỳ cũng chết rồi. Má. Cháy cỏ rồi, chết mẹ cháy cỏ rồi, phê quá. Không cỏ này mà hút là dài luôn á ba nè, coi dài ba. Má bình tĩnh đâu phải cái gì cũng hút được đâu Bèo. Hả? Em phải coi rõ em đang hút cái giống gì chứ Bèo. Thời đó mà có cần á hút chuyện một chuyện khác á ba.
Không, hồi đó có cần nhiều tấm băng nhưng mà già bớt rồi. Đấy, hồi đó anh thấy tàn cỏ không anh, mấy này không biết cái gì chứ hút bậy bạ là đồ dại luôn á ba. Tàn quá, em thấy trắng mà tàn anh Túc không mà ba, tàn dân chơi phép luôn mà. Có khi luôn ba, má Ubisoft làm là có khi lắm. Sai là Chỉ quan là gì? Chaja Tani Chlauta. Ku Chlawata. Tani. Dubu. Walna Maiska. Gosto. Luhayam, Urusquapacham. Palhubayatar. Wool. Hers. Udam. Salwaticha. Tức má nó còn gắn tay lên nữa, má muốn thời trang mới mà. Ờ đúng rồi, má mốt thời trang mới, má gắn lỗ tai lên cổ. Má kiểu như chiến công, lúc đầu còn tưởng vỏ sò qua. Má ai ngờ tai. Má lúc đầu má tưởng vỏ sò, ai ngờ nhìn lại má nhìn những cái lỗ tai qua. Nhìn ghê ghê. Vậy đâu giờ ta? Ủa, hồi đó có cả 500 SP nữa hả? Đẻ chết. Đó, nhiệm vụ thứ 2 hoàn thành. Và bạn được 500 SP. Ủa, có skill kìa ba. Ê, hình như có mỗi cái bản này là được chạy được 60 FPS rồi mà. Còn như game được game nó lóc sắp 30 hay sao á. Easy. Để vô cái skill rồi, số skill thử coi. Survival skill. Gathering skill, có vẻ mình chơi survival hay hơn đó ba. Nhiều quá vậy. Nhìn nó bán skill gì ác liệt vậy. Hình như nó đã học rồi sao ba? Sprint, extra hell. Ừ, anh nghĩ extra hell là hay hơn quá. Ok. Cái này được hơn mà giờ hết mạng rồi. Thì trước sau thì cũng các bạn lo gì? Ba cây là thấy ngon rồi. Food menu. Cannot eat hell. À, chừng nào mình hết máu gì hả? Chắc cũng không cần, nó nhắc thôi. Kim vụ đi làm thôi. Ơ nhỏ này khỏe vậy, mới đây đã chơi lẻ vậy. Cũng là người tiền sử khác. Không bà, kiểu như bắt buộc phải sống sót thôi bà. Shaila Takar. Tên hình như tên mình là Takar Kavi. Má đọc thành Cave. Đọc chính xác là Cave. Nhưng mà đọc theo người Việt là Kavi. New skill unlock. Bây giờ bà má ngáo đá hả bà? Má đang tìm bản đồ rồi ba. Ủa? Nè bản đồ nè. Ờ à, đó hình như là. Ê, hình như phải anh cung. Ê khúc dưới sao á, hình như khúc dưới á. Nó đó. Hình như khúc đó cùng mình phải không? Đâu có đâu. Ờ à, mình đang đứng đó. Mà nó kêu mình ra từng kia luôn à. Vô village. Lên nghe chỗ kia thôi. Đâu có đâu, mình phải chạy cái bộ ra đây nè. Fast travel luôn rồi. Nè, cái nhiệm vụ này nè. Ờ chắc vậy à. Thì fast travel luôn đi. Ở đây có fast travel đâu. Nãy thấy cô đẻ ngay chỗ kia kìa đó. Lên. Đó, cục đỏ có fast travel á. Battle dress travel. Ờ battle ờ đúng rồi. Mình tưởng nó có. Mình phải đi lấy nữa ba. Má tục vậy ba. Có 500 bước chân kia bao nhiêu?
Chịu khó chạy một tí là sống gì. Chiều phải đi lấy cỏ này ba. Đó, trong game cũng đủ cỏ rồi ba. Ý nó ngoài đường tôi thì... Ê, cái gì bên trái đỏ rồi ba, đó rồi. Đó bên trái đó ba. Nhìn cái map đi ba. Mất tiêu rồi, sâu rồi ba. Sâu. Có ai rồi. Chim. Đằng sâu kìa, đằng sâu có cái hình gì á ba. Đây nè, nó đâu đây nè. Ờ đâu đó. Đâu rồi, má thanh niên gì đâu rồi. Nhìn tưởng người ba. Ý, cái gì vậy. Lấy ủa cái này chọi được nữa hả. Chọi được chứ mấy má. Ủa đâu rồi ta. Rớt mà chạy nữa cơ. Gì vậy? Ui, đợi. Giờ nhìn nó giống như quả banh vậy mà. Ui, nó bồn nè. Bồn. Your back is full of bồn. Chắc cũng không cần. Đạp cho vui thôi. Chúng ta nên tiếp tục hành trình thì sẽ hay hơn. Còn 300 mấy. Thôi đâu tính cả mét nữa. Lầy thế. Hay nghe nói trên cái Fora này trên máy tính là có De Novo đúng không? Chưa ra, PC như chưa ra hay sao á. PC anh không rõ nơi này giống như ú. Thế loại gì vậy? Thế loại gì vậy? Con gì vậy? Đó mẹ mày. Ê, đâu ra thêm thanh niên cái gì? Ôi, thanh niên kêu rồi. Đã đen rồi còn nhỏ nữa. Đây, bày đặt đánh bố này. Còn thanh niên này kiểu mới đi nhuộm lông về sao ta. Kiểu không muốn mình da đen nữa mà chuyển sang da mới mà đi nhuộm lông lại. Đồ này thì bố láo. Đập nó chơi cho vui rồi đi tiếp với sao vậy. Mấy công này anh thấy cái cây này cũng trâu bò vậy. Hồi mà anh chơi đây online hả, mấy cái vụ cầm cái cờ lê đập vài con zombie hư mẹ nó cờ lê. Còn này đồ đập đủ thể loại mà cũng không hư. Ê, bỏ đi ba, nhìn bự quá ba. Đập gì mà ác liệt cho ba. Chạy, cho mày chạy thôi, tao tha mạng cho mày, quay lại cắn đi tao đi à. Thôi bỏ đi ba, chúng ta nhiệm vụ rồi ba. Ôi nhẫn tướng đó kìa. Trời, ui. Cái con gái mẹ, con gái mẹ mày chưa chết hay sao, giờ mày còn, giờ đến con mẹ mày hả mày. Ê, đâu rồi, ê. Rồi, thanh niên núp lùm rồi. Ê, chạy với mày. Ê, rồi, gục. Tạch. Con gái. Rồi, biết là con gái của nó rồi. Nhưng mà tạch rồi thả nó đi ba. Như tới bonfire. Đốt lửa chạy. Get rid of nearby and light the bonfire. Có thể tấn công cái hồ bằng cách đốt cái lửa đó. Nó giống như là cái thành trì hồi đó trong Far Cry 4 em này nọ. À rồi, đúng rồi, giờ cũng đè. Giống như hồi đó mấy vũ khí như là lửa mà mấy giống như là cái lồn gì đó. Ok. Đó vừa. Có kim lửa. Ê lửa kìa, đó kìa. Em lại như em dí cái cây đó rồi nó đốt à. Đúng rồi. Giống như lửa rồi đó, giống như vũ khí hàng nặng đó, mấy ai cũng sợ lửa đó. Hổ nó còn sợ nó chi này. Đó. Dân chơi. Nhưng mà cái này hình như chưa có đánh ai hết á, sao á. Còn BD đó. Nhưng mà còn 15 cái nữa. Chúng ta mới làm được con 1 cái à. Là... À đúng rồi, kiểu hồi đó mình chiếm cái này được cái fast travel cho đó luôn. Showstone gì đây. Đúng kiểu nguyên game được có mỗi cái bản này như chạy 60 FPS rồi. Phải thật. Chắc cũng không cần đâu, chắc là đi tìm vụ thôi. Ừ chắc bật bản đồ, skill mới luôn.
Dừng chơi. Nó chơi đi ngoài đường. Cũng có thể. Ơi, nó mở bản đồ luôn rồi ba. Ừ, thì nó mở bản đồ mà. Dừng chơi. Ừ, sao nãy biết hả? Không biết là sao nãy giờ nó không mở mà giờ nó mới mở. Tại vì mình chiếm được cái điểm. Ơi, ơi, bậy 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 bậy. Bậy. Nhảy xuống là ăn hành đó. Chắc ông ba. Đi từ từ, anh thấy có gì đó không ổn, có gì đó sai sai á ba. Từ từ. Bình tĩnh mà xuống ba. U u u. Kiểu có một con hưu đực với con hưu cái, rồi con hưu cái với con hưu con. Ủa gì có nguyên bì. Hưu đực nữa. Tình Tây Ba. Chuyện tình Tây Ba má. Kiểu như má tôi chạy nhanh quá thoát cả người con gái tôi yêu và tôi đâm thẳng vào vùng friend zone của đứa khác. Một chuyện tình không ai muốn. Gì đây, đừng đốt lửa nha ba. Nó cháy thiệt ba, đùa đấy đùa. Đốt lửa chạy. Đốt lửa chạy, nó lấy nguyên bầy đốt hết rồi ba. Đùa. Ông nhưng mà cái này chân thật ba. Em đốt hoài lấy nữa cây nó teo lại ba. Đốt lửa đây. Đấy, lái nghiêng á. Lát mất máu rồi ba. Chạy. Đốt cái gì, tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Đúng rồi, tôi này tôi thấy cỏ xanh đầy trên núi cao nguyên đó ba. Ơ thì đi cẩn thận nha ba. Té xuống cái ngồi cười tới sáng luôn đó ba. Everybody. Everybody nè. Không, ấy là trong nhạc EDM Everybody fucking Everybody fucking gym. Đồ, giờ nó bắt mình lên núi luôn hả? Lên núi. Làm vụ của ông gì đó nhìn có vẻ bựa đó. Ông mấy cái hốc đá để làm gì trời? Nó em lấy như lấy đồ rồi để nên nhớ là như là đồ để đốt hay sao á. Cái này là phải quăng đi hay sao, nó đốt cháy từ từ từ. Thì này tất nhiên. Thì cái cây gì em chả đốt mà cháy từ từ ba. Ê mà anh khuyên em đừng có quăng. Chầm cho vui ba, chuyện nào nó hết hẳn quăng ba. Craft cái mới được mà. Công nhận cũng đập phát cho vui. Kể đến tới nhà tao còn hơi cũ nữa ba. Thôi đúng chất phong cách của người Việt Nam, thấy cái nào của free của rẻ là đua hay ba. Đủ vô, kinh. Thôi đợi phải nhà mình đó ba. Waida, Uhaita, Tinsai. Nay, nay. Jassa. Ujassa, da. Hassa. Chắc rạch máu thề ba. Máu thề. Sai, ba cha. Ê! Trời, máu mình còn phải máu chuột nữa hả? Trời, trời. Yeah. Tiết canh. Hồi đó đọc báo tiết canh lợn đó cũng ăn vô cũng đã thấy ghê rồi ba, giờ có tiết canh. Nên lẽ từ đây là hướng dẫn vũ đá tập 1. Hướng dẫn vũ đá tập 1. Hôm nay chơi đá mà này đâu phải đá đâu, qua này là hướng không, dẫn hướng dẫn chơi cái gì đó tập 1. Không hướng dẫn này nó tính nước luôn rồi. Ừ, mà tính nước á. Rồi, hiểu luôn. Nhìn kìa ba. Rồi, hiểu luôn. Công nhận. Hiểu luôn. Bỏ xong ra mình không muốn đập chơi. Á à, giờ mình thấy mình nhìn tùm lum thứ quá, sức nè. Mấy cái trò Farah đều có chậm những cái gì phê phê lắm ta. Ừ. Như Farah 4 thì bị hút cỏ. Trong cái là hai ông nội kia là đang chơi cái ông chích cái ngay khổ cái lên thiên đàng luôn.
Rồi phần phần ba như có cái vụ gì phải không? Là cho dẫn đến con mẹ gì đó. Ồ ồ cái gì đây? Ồ biến thành của mèo. Ơi cái này hay á ba. Cái nào em thấy lúc nào nó cũng vậy hết á ba. Far Cry à? Ừ, Far Cry 4 mình biết. Lúc nào cũng phê vậy đó ba, giống như là uống máu, giờ nó uống máu. Còn phần 4 thì là hút cỏ, hút cái gì à? Em nhớ là nó nói là hai gia bu sa đúng rồi. Ừ rồi đúng rồi. Rồi ba cái nhiệm vụ gì phần Far Cry 4 rồi có mấy cái thằng gì á? Ừ, nó nhảy ra nó bắn mình. Nói gì Shangri-La gì đúng không? Shangri-La. Ừ, đúng rồi, Shangri-La đó. Ừ. Là phần 4 á, đó Shang. Ừ. Nó cho mình hai gia bu sa, nó cho mình hút thử ai gia bu sa á. Là gì? Là cái chất thức thần cao nhất trong cái bản thức thần á. Vá không nổi. Ừ. Đầu tiên là cần cái, sau đó là nấm. Nấm hình như là phần 3 gặp. Hầu như thì nấm là phần 3, phần 4 là cỏ với lại hai dây bonsa. Đó, giờ thêm phải lại mới. Ủa, lời không thấy ta, không thấy đất liền. Nó toàn là thú vật nhiều không vậy? Không, cứ đi theo con cú mà. Anh cứ linh cảm. Cú? Sao mà đi lẻ cái gì? Sao mà đi lẻ cái gì? Đó, nó đi mà nó rớt cái lông nữa rồi ba. Không, không, nó đợi em mà. Sao mày không cho ta bay chung với? Mày cho ta chơi chất mà sao mày không cho ta bay chung với? Chạy không được luôn hả? Ừ. Nè, nấm nè, nó nấm đó. Nấm thức thần. Đó, đi trong vườn cần à, vườn trong vườn vườn gì đó. Vườn cần show me. Nó bắt đầu phê rồi đó. Vô. Bay tiếp. Rồi rồi đó, nổi hứng nữa rồi. Đù. Ông này ảo ba, nhìn trên TV ảo thiệt luôn á ba. Đúng là chơi gì ta, chơi nước máu người, máu chuột nó khác. Ờ làm gì mà máu chuột đó, nó tạo cảm giác gì ghê vậy ba. Má, đừng nói tối nay anh thử nha anh. Ờ ba má, chuột cống nhà mình chơi là máu chuột, máu đó là chơi là chết luôn á ba. Không, là một cõi đi đâu luôn không biết. Má, này thấy cứu em á, mình hút vô là thấy con mẹ gì luôn á ba. Rồi rồi rồi, đó. Lầy nè. Đó, nè chơi máu chuột mà chuột gì á ba. Chuột gì mẹ. Mình chuột. Chơi chuột cống là đồ thúi luôn á. Thúi luôn á. Đời mình hiểu luôn á. Giờ xem cái chẩn đoán gì mắc đủ lại bệnh. Ôi, bậy quá dân chơi. Rớt gì vậy trời. Rớt hàng ba. Rớt cái điện thoại. Ớt chết mẹ. Rồi rồi, tạc luôn. À không. Cái gì ta lên nhớ để cái gì ta? Don't try this at home. Ok rồi đúng rồi mấy. Chúng ta nên một cái cảnh báo. Don't try this at home. Bạn nào hút vô coi chừng bạn nào đừng thấy chuột mà cái gì ta? Đừng thấy chuột mà rạch bụng chuột lấy máu nó uống nha. À, đúng đề ra nha, vô hút cái là ôi thấy đó. Thấy cọp luôn hả ba. Đồ chuyện chơi. Hút cho thấy con mẹ gì luôn hả ba. Kêu đéo bố đéo khi là PC luôn mà đúng nghe là CC luôn. Ồ cu te ha, cu te to vãi giống mấy nhỏ chụp hình selfie phải không. Được kiểu vậy hả ba. Đi nữa mấy cái tiếng mà bíp 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 chắc em quá trời luôn. Mammoth Rider. Mammoth Rider giống như Ghost Rider. Đu Mammoth ba. Việt Nam Racing Boy. Không, cái này là cái gì? Tiền sử Racing Boy chứ ba. À, tiền sử Racing Boy. This matter. You born but old. You mà vô đi cổ đi rồi. Đó đi, bye bye. Lạy quá ba. Thanh niên lại nhiều tập.
Backstory full of these items. Rồi cũng full nè ba. Thôi nhà ta đã nghèo rồi, em thấy đã không có gì rồi. Tại chết, má nhà nghèo khó chơi chất tích thần nữa. Mà còn sao chơi nữa, lấy gì người ta sống ba? Má, chúng ta phải có tâm tí chứ. Ăn trộm mà cũng phải có tâm chứ ba. Má, trả lại cho người ta đi ba. Đâu phải cái gì cũng lấy beo. Ăn trộm nhưng cũng có lương tâm chứ. Thôi cổ cũng đó. Club. Ờ, cái cuối cùng rồi đó. Nhưng mà chắc phải đi ra ngoài đi. Đừng, chắc đừng có set on fire được rồi ba. Anh ngồi chơi PlayStation riết mà nó kêu anh bấm chữ X mà anh cứ tưởng cái X bên PlayStation luôn đó ba. Anh đi tới cỏ. Đi đằng sau. Ờ bay. Không, hình như mình chỉ điều khiển thôi chứ mình vẫn đứng đó ba. Hunter Vision. Ghê vậy ba. Con này nó mình để đồ lên người nó xong mình thả bom xuống được không ta. Nhìn con này chả khác gì B-52 vậy ba. đó giờ à, em thấy cái nút gì không á à, cái nút bình ba nút bình đi phải không á à, nhìn thấy như thả bom vậy ba. B-52 send speed sao ta, slow down send speed là sao, bấm thử rồi chết đủ vậy bậy vậy bậy chạy ủa trời giáo cho người luôn ghê vậy, cái gì vậy ba, lại gì mấy cha ba đứa lận á, ba đứa lận á. Ê đừng có chọi không, mình còn cục khác rồi ba, hết rồi ba, nãy nó kêu cục cuối cùng rồi. Ủa ba đánh lắm đi, sợ gì dân chơi trời ơi, mình là Beastmaster mà sợ gì. Cái này nhìn nó sao ba, người tỷ á ba, sao tay chân nó máu me ghê ba, kiểu chứng tỏ mà máu đỏ chứng tỏ. Mình là áo đỏ chứng tỏ, còn nó là máu đỏ chứng tỏ. Claypot sao? Ờ, chắc cái độ chứa Claypot. Ê, nhìn mặt mấy thanh niên nó cũng khá là bự. Chết trong bụi rậm không được, cái chết này cái chết không, ê mái mà. Chết trong cần. Chắc thôi đi làm tìm nhiệm vụ đi ba. Đi tìm nhiệm vụ. Đó, TC The Shaman. Có thể cái game này mà nó không có sập á, bố nào hiểu. Phải nói tiếng tiếng con mẹ gì không có ai hiểu. Ờ cái sao nó không chỉ đường ha, mình phải tự đi sao giờ, mà cái đường thì dễ hơn so với lại cái gì mà hồi lên chơi Far Cry 4 mà đường nó đã dài rồi mà chặt dài hơn đúng không. Ừ mà game này nó lại không có cái di chuyển nha, nó kiểu không có GPS mà nó chỉ có GPS mà. Ờ đúng rồi GPS. Ờ đúng rồi đó, đúng rồi ba. Ờ đúng rồi, tự nhiên mình kêu GPS ta. Thì không, ít ra nó ảo tưởng nó, mình biết là mình cũng không có cần GPS cho lắm, nhưng mà ít ra mình cũng phải full nào. Nó cũng phải chỉ về một cái. Nghe giờ mút ném đồ thoải mái rồi đó. Ném chứ Nhưng mà nó tí đằng sau có thằng rồi. Không, heo. Đù. Trời heo chữ phát chết luôn. Đánh rồi chạy này. Thôi, bỏ đi ba. Bao tha này đó. Mấy này lầy á, má đánh mình đã xong chạy. Nice. Không hiểu mấy bạn suy nghĩ gì nữa. Rồi. GG. Bánh đã rồi chạy. Đó. Nhiệm vụ ông này nhiều hang gì. Nhiều nhiều server chia nhiều khu vực quá. Beastmaster. Luyện thú, bắt đầu luyện thú chạy. Luyện thú mà phải gì ta, gọi con cú xong rồi dùng cú đi tát cho địch bằng cách dùng Hunter Vision, sau đó nâng cấp cú. Cú cũng có skill ba, đùa dân chơi. Tới chỗ kia đó đó rồi, khúc trên hay sao này, có dùng nút tăng tốc độ được không ta? Bật Hunter rồi. Đè xuống đỉu lâu á. Đè xuống luôn á. Sense speed sao ta? Không biết, bấm thử đi. Ai biết đâu. Anh cũng đâu biết sense speed là cái gì. Kill the Udam Wolf Hunter. Không, cái này là support, nó giống như là gì? Slow down. Có vụ slow down nữa hả? Bay cũng bay chậm chậm.
Không thì mình quay trở lại con của mình là mình đi, mình lại mình đập nó. Đúng rồi, sống lên sợ gì. Có ba thằng thôi mà. Ba thằng. Em cầm cung á, xem tiếp cận lại đi nhẹ nhẹ, tụi nó không phát hiện, phải bấm chữ B á, bấm chữ B hạ người xuống đó. Đó, là nó không nghe à, nhưng mà phải đi lại gần tí rồi bắn tụi nó. Ý anh là đi lại gần á. Lại gần thêm tí nữa, nó không thấy đâu, anh không nghĩ là tụi nó thấy đâu. Thì cũng còn hơi xa chứ. Nó đứng ở đâu phục kích nó đi. Phục kích. Phục phép kích hả? Phục phép kích phép. Đó đó, nó thấy. Bắn trong im lặng quá. Mình là hitman, nhắm cái đầu quá bạn. Đừng nhắm cái vú quá. À, vợ thanh niên. Bắn khác đi ba. Nó di chuyển hoài, ba kiếm thằng nào không di chuyển á ba. Headshot. Sao không? Giờ không tới không thấy hiện thành màu đỏ ba. Bình tĩnh, khoan bắn đi ba, từ từ đợi nó đứng yên cho. Mấy thanh niên này nhây lắm ba. Bắn. Double kill. Đó. Không, có lẽ là lần này em chơi hơi ngáo á Bèo. Đó, bắn đi. Cái này mà pha này mà hụt đó Bèo. What the fuck. Đổi, cứ đổi đồ đi ba. What the fuck Bèo. Hơi tha mạng cho nó đi anh nè. Không, mà tại nhiệm vụ nó bắt anh phải giết nó chứ mà là anh phải tha cho nó, anh cũng muốn tha lắm nhưng mà tụi này nhìn mặt châu bộ mà nhìn nào nấy cô hồn chết mẹ. Không, muốn tha lắm mà nhìn nhìn đi ba. Nói thằng chết trong bụi rậm không chứ. Không, chết vậy. Sợ kiểu như đó, hồi đó em chơi Hitman đúng không? You miss Guri. Em chơi Hitman mà em kêu nó thôi trốn, nhưng mà giờ em bắn cái nó chết ngay trong bụi rậm cũng đâu ai thấy đâu. Ờ, xong rồi. Follow the block train. Bật cái Hunter Vision lên. Đó, nó đi hiểu vết máu quá. Đi. Lấy đồ đi. Thanh niên, nhìn đường đi ba. Mít không có cái để ăn ba, lát về xe với con kia ba. Mình kiểu mình trả xe. mình trả tiền nhà ba, kiểu như mình format. Là tụi này nó bị tụi kia con gì đó cào cắn xé gì. Ê, thôi lại. Chị mẹ ơi. Không, giờ anh hiểu rồi, là để cách thế nào để tránh mấy con này. Trời, phát ngay mặt nó chạy luôn. Đè dữ. Chạy luôn đi. Chó nhanh. Thế sao đâm có phát, chọi có phát là bất tỉnh luôn rồi. Kiểu chọi đùng cái headshot. Rồi, có đứa tới hán. Có chỗ mới rồi. Không, hồi người tiền sử người ta đâu biết đâu ba. Bay con mồi ba mồi. Tame the white wolf. Hình như đâu có giết nó đâu. Rest RB để... À, chọi ngay chỗ đó đó, chọi chỗ nào mà tụi nó, con nó thấy á. Thấy con chó sói không? Đừng có chọi con chó sói ba, chọi chỗ nào mà nó thấy ba. Trời, con mồi RB, nó chỉ trên mạng, chỉ nó biết rồi. Đi từ từ thôi, hạ người xuống ba. Mình thấy tán này nào. Hình như mình đâu có tán nó ba, mình thu phục nó mà ba. Thu phục nó. Ừ, thấy nó cu te vậy không ba, nhìn tối ngày hú mà ba. Trời, cái nó chết sao ba. Ê. Nó kêu rồi, không có con thú nào rồi. Có vẻ như là thích cái cục thịt của mình đó ba. Em chọn chỗ nào mà tiến lại chỗ em á. Ê, cô bé lầy. Bình tĩnh nha dân chơi. Excellent, đúng rồi. Đúng rồi, mày là của tao. Ồ, mắt màu đỏ luôn ba, dân chơi đó ba. Good dog.
Good chó sói. Bad. Bắt đầu cũng bị thu phục là Beast Command dân chơi rồi ba. Muốn quánh lộn mà cứ đè con Beast. Hey, chạy thằng kia, quất thằng kia cho tao. Đi. Night. Oh, night. Save your weapon. Mà có nhiều thì kẻ săn mồi predator xong nó dùng nói chung nhiều cái cũng hay chứ. Đi em so skill luôn nắng luôn nó có cả beastmaster mình nó hết đã chưa mở mà còn mình nó còn nâng cấp được mỗi cái survival skill bên kia cứ nâng hết cho vui. Mà chưa gì thấy một đống skill ghê vậy. Chạy lại chỗ đó hư ơi, có gì không? When crush your beast will reduce visibility. À kiểu như mình bấm B là cái con nó bớt bị phát hiện luôn. Nó giống như mình luôn. Nearby Udam. Đồ là T. À sense beast, à hiểu rồi. Có em dùng cái con này để em phát hiện. Xong rồi em send con chó sói tới chỗ đó. Đã hiểu. Bấm rồi B thử rồi. RB ở lắm rồi nè, nó đang chạy nè. Yo, what's up man? Yo. Rồi chết rồi. Ê, chó sói cũng mất máu rồi. Ê, một thanh niên vô nữa kìa. Bấm. Spot, quấn nó. Yo. Đẹp trai luôn. Không, chó sói này cũng OB mà. Vừa mới gặp nó cán cho cái chết luôn. Heal beat nè. Heal hả? Có vụ beast menu nữa hả? Đó, ăn đi cu. Đẹp trai đẹp gái. Đó, beast master. Ủa, sao mắt hết đỏ rồi nè. Ủa sao á? À quên cái action mình đã móc lên. Ờ, sao mắt nó hết đỏ rồi ta? Và có lẽ tới đây mình sẽ tạm dừng cái video clip này. Và mình sẽ hẹn lại các bạn trong phần sau nha. Tại mình làm sao được hai cái vụ rồi. Và hôm nay rất là vui tại vì có Bell qua chơi chung. Và nếu trong thời gian tới mà mình còn rảnh và Bell có thể có thời gian hơn, mình sẽ rủ Bell qua chơi chung luôn. Thì không thì Bell mua máy, Bell cua ốp mẹ luôn. Ok. Và chào các bạn, mình sẽ cố gắng quay trở lại sớm nhất có thể. Và các bạn nào muốn coi thêm nhiều clip Far Cry hơn và coi hết cái walkthrough này á, thì các bạn hãy lên trang fanpage của mình để cập nhật thêm tin tức. Và các bạn nhớ subscribe cho con hổ này nha. À, con chó sói chứ. Con chó sói của mình á. Subscribe nha. Nhớ subscribe nha. Ok. Và hẹn gặp lại các bạn lần sau. Ok.